Rồi, gài gặp anh em nha. Nay về mấy cây nha, giá chắc ngầm mà nha. Có lấy được gì hết, lấy được hai mày gốc không thang, là mấy cây cỏ, rồi là còn ít hành điện 22 nha. Đầu đời vô con cây 18 von nha, 18 von cá tha, đầu cổ cứng nè. Này không biết mắc cái tem rồi, không biết nó gì 149 hay là cái gì đó. Máy thì full, đầu thì cứng, báo pin còn, đèn đốm còn, lực ha. Rồi mã số 1, để anh em với giá là 550.000, giá cả quá bình dân 18V nha, bán ngang giá 14V, rẻ hơn giá 14V nữa, 130, 131, bây giờ 550, 600 rồi, hay 18V, mà chơi tẹt gai với anh em luôn, 550 nha. Tất cả hình thức thanh toán anh em chuyển khoản đủ nhà hàng thanh toán phía trước. Rồi số 1, 550. Số 2 là một cây 170 nha. Cao su luôn, cũng còn là liền lạc. Tem trầy nha, 170. Chết nguội, đầu cổ là cứng cáp hết, máy full hết. Tạch tạch chút. Đảo chiều. Chỉnh cấp. Đèn lên báo pin còn. Đèn đốm đầy đủ nha. Máy chiếm. Cao su đồ cũng liên lạc. Rồi, để anh em với giá 1,5 triệu. Mã này là mã số 2. Không thang 18V. Blockjet không thang 18V. Số 2. 1,5 triệu. Quá đẹp cuộc tình nha. Số 3 có cái quạt chân Makita nha. Anh em mà để con cái nó học là cũng ngon ha. Ngoài hàng chì hàng đồi cũng bén, nó có công tắc đàng hoàng. Anh em cứ ngục đầu ha. Sử dụng 18V, công tắc đây. Mát bên này nha. Rồi 2,5. Mã số 3. $250.000.
Mã số 4. Cây cơ kiếm 14 vô nha. Sát. Chưa đụng chạm hết á. Còn cây gì đây, cây gì đây nè, hình như nó sống nè. Ừ. Chuẩn bị như là anh em về chuyển trượt Makita nè, cái vui vui lỗi gì đây nè nha. Ừ. Rồi. Hai cây sát để anh em 108. Số 4 108. Hai cây nha, hai cây 108. Này có giải pin nha, còn xeo còn mạch này nè. Còn xeo còn mạch này nè. Anh em giờ thay xeo vô kiểm tra cái máy lại. Còn chưa tháo chưa gỡ gì hết đó. Kẹp lưỡi đâu còn nguyên si. Rồi. Đẹp nha. 408. Đẹp cào bóp tháng 4. Bao bốc khói nha. Pin à. Pin à. Pin hỏi sạc rồi. À pin này mới đóng cũng sạc à. À. Ừ. Pin yếu á. Rút ra nó hỏi pin lại. Nha. Rồi. Tay để bóp cò. Máy là zin hết nha, gắn pin vô lại. Rồi không chạy. Rồi. Máy đẹp nha. Phun phím hết. Rồi. À 18V không thang, cò bóp tháng 4. Ngõ hình đẹp nha, chân cẳng đồ zin hết. Rồi để nhẹ cho anh em 2,1 triệu, cao su cũng liên lạc anh em. Khó này, khó an toàn anh em mới cạc xuống mới bóp được nha. Rồi 2,1 triệu. Mã này là mã số 5. 2,1 triệu. Mã số 6 cà trượt. Này à, nó đen đen vậy chứ cao su cũng liên lạc nha. Đen là anh em giờ mua gì tẩy ra. Này nó mất cái cặp lọc gió. Đang để cà luôn nha. Nói chung là những cái mạch đó là còn zin hết. Đang đang để cà. Xuống lại, lên. Xuống lại. Vẫn còn để cà, làm phát nữa cho anh em xử lý. Rồi, xuống cà, lên lại. Mấy em là giá bình dân cho anh em luôn, 7,50 triệu. Cái này anh em đặt lên Shopee mua mà không cần đâu. Cái này nó để vậy nó thoáng cũng được.
cặp Shopee thì bán có 2 mấy ngàn đó mà, nguyên cặp. Rồi số 6, triệu 750. Đó. Máy đó là ok hết, duy nguyên bản hết. Rồi. Vô hàng điện 220V nha. Có mấy cây đây giải quyết cho anh em luôn, là để anh em xài hết rộng nha. Cái cây này là cây Milwaukee, sử dụng điện 120V, quấn lên mua Roto Sata lên nha. Là 220W. Thiếu cặp chén. Anh em bây giờ đặt cặp chén bỏ vô. Mình không có biết mà là thôn quê không đồ mà. Rồi. Cây này bán lỗ nha. Lưỡi nó 125 tới 150. Đấy, lưỡi 125 tới 150. Rồi, tiếp máy giờ lên 220 rồi. Ha, hôm nay hàng điện là 22 hết. Cái nào lên nó lên, cái nào đi nó đi. Cò mốt. Khởi động mềm. Tay cầm anh em cứ muốn gắn đâu gắn. Này cày sướng rồi. Ha, cày là khỏi nó. Nước sơn riêng là còn ngon nè. Cái dòng dòng Mỹ đây là nhâm cốt cơ kiếp nó là khỏi lo nha. Còn Roto Sata thì đơn giản thôi, nó đời nào khó hư mấy cái đó lắm. Này anh em đi bỏ lưỡi 125 vô đi cắt tường thì nói chung là bao phê nha. Sử dụng điện trăm điện 220V, nhâm cơ cốt là hàng của Mỹ hết. Nhưng mà mình quấn lên 220 chứ không sao mạch cản mà nói là điện 22 nha. Cò bóp này nè, anh em cầm đi cắt tường. Hoặc là cắt đá hô cương, cắt gạch men. Cốt lớn, sử dụng điện, sử dụng lưỡi 125 tới 150. Đó. Anh em về tiện cặp chén bỏ vô, gần thợ tiện thì anh thợ tiện cặp chén họ bỏ vô thôi nha. Rồi giá thanh lý 6,5 chỉ đủ, chưa đủ tiền Roto Sata nha. Còn cái nhâm cơ cốt máy là như là tặng luôn. Số 7, 6,5. Cái nào lên rồi, có 2 cái lên nè, còn như rin. Còn cái cứ kiếm lên nữa, lên điện nữa. Cứ kiếm đầu watt lên điện 220W nha, lên điện hàng của Mỹ luôn. USA ha. Công suất là 10A, là 10A tương đương với là 1000W lần UL. Quấn lên nha, Moseta Roto quấn lên, kẹp lưỡi còn nguyên đầy đủ, nói chung là đầy đủ. Điều tóc đồ đầy đủ hết. Rồi, để nhẹ cho anh em 6,5 luôn. Lên 220V nha, điện là điện dinh nó điện 120W. Quấn lên 220W. Hai cây thôi, còn vừa đi. Mã này là mã số 8. 650.000. Mã số 9 là một cái cây
gì Zetec gì đây. Zin 220W. Điện 220W cho đến 240W. Chữ Tây không à, chứ không phải chữ Tàu, nên đọc cũng được. Nha. Đầu đạo 10 ly. Nó khoan, nó chỉ là khoan thường của đạo chiều điều tốc thôi, chứ nó không có khoan búa nha. Anh dành anh em đi bán quýt máy toàn là khỏi nó. Đảo chiều. Máy này đời nào hư nổi nó. Máy này đời nào hư nổi nó. 450W. Zin 220W. Nha. Điều tốc là đầy đủ hết. 300.000 Việt Nam đồng. Số 9 300. Số 11 con mini. Đầu 8.5 ly. Đầu 6.5 ly cho con 8.5 ly. Mini chút xíu rồi nha. Máy này của Hàn Quốc. Điện 22 V. Đánh lửa. Thôi đánh lửa. Nãy giờ thôi. Anh em về tự vệ sinh đây. À. À, hết rồi ha. Hết rồi ha. Có ok không? Rồi. Để anh em 150, anh em về tự vệ sinh, mở ra vệ sinh rồi nha. Chứ máy chạy im vậy á, không hư cổ gốc đâu. 150. Mã số 10 150. Số 11 là một cái phay. Một cái phay như cốt 12 ly nha. Điện 220V chứ. Ba trăm tám mươi watt cái gì chữ Tây không à, ở dưới có chữ Tàu, ở trên là chữ Tây, ở dưới chữ Tàu. Dòng tua 23.000, cỡ kiết này đầy đủ đây. Để bán cho anh em về làm anh lý hết cho nó nhẹ nha. Rồi. Lửa củi em đẹp. Có cốt 12 ly. 5 hạ lưỡi, 5 hạ đế rồi đầy đủ. Bàn đồ bài bản. Để anh em giá 600 luôn. Mười một sáu trăm quá nhẹ nhàng.
chốt hạ là 12, một cái cưa lọng và lắc tắc cơ nha. À, anh em nghiêng nghiêng là anh em mở ốc ra à, còn không nghiêng là thôi à, mình chỉnh lại à, ngóc này ngóc chỉnh chỉnh ngã 45 độ các lưỡi đinh trong này luôn, lưỡi này lưỡi gỗ nha. Điện 220V 450W này black tracker rồi vậy thôi. Điều tắt. Máy em. Máy quá em. Tải thử coi. Tải ok nha. Để anh em có giá là 400. Số 12 400. Máy là ok hết, cái nào mình báo rõ nha, quắn là quắn, còn rin là rin, này rin 220V. Là chén bát có chén bát mình báo chỉ có chén bát, còn không có mình báo không có chén bát ha. Rồi. Cái này đầy đủ hết rồi, lưỡi rồi thì về vậy thôi, bút thôi ha, lưỡi là lưỡi gỗ. Rồi 12 400. Rồi hôm nay mình lên nhẹ nhẹ vậy thôi nha. Hàng về nhiều lên nhiều, hàng về ít lên ít. Rồi cảm ơn anh em ủng hộ. Bye bye, see you again. Chúc anh em may mắn và thành công.